Cô chào tất cả các em. Cô tên là Nguyễn Thị Minh Hiếu, giáo viên trường học Quang Trung, thành phố Huế. Hôm nay cô rất vui vì lại được gặp các em trong tiết tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Và cô tin chắc rằng để học tốt tiết học ngày hôm nay, các em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập rồi. Bây giờ cô và trò chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu chủ đề 21, những bông hoa nhỏ, bài 3. Như bông hoa nhỏ, mời các em mở sách giáo khoa trang 32 hoặc quan sát trên màn hình. Và cho cô biết các em thấy gì trong ba bức tranh này? À, trong cả ba bức tranh này đều xuất hiện một bạn nhỏ. Qua quan sát tranh, các em hãy cho biết bạn nhỏ được những ai yêu thương? À, ở bức tranh thứ nhất, cô giáo đang xoa đầu bạn nhỏ và nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương. Bạn nhỏ được cô giáo yêu thương. Bức tranh thứ hai và bức tranh thứ ba, bạn nhỏ trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và ông bà. Bạn nhỏ được bố mẹ và ông bà yêu thương. Và chắc hẳn khi được mọi người yêu thương thì chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, phải không nào? Cũng giống như bạn nhỏ trong cả ba bức tranh này đang nở một nụ cười rất tươi. Vậy trong tình yêu thương của mọi người, các bạn nhỏ được ví như những bông hoa biết cười, biết hát. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu điều này qua bài thơ có tên là Như bông hoa nhỏ của tác giả Đặng Vương Hưng. Bây giờ cô mời các em chỉ tay vào sách và lắng nghe cô đọc mẫu. Như bông hoa nhỏ, không mọc lên từ đất, chẳng rơi xuống từ trời, mà như bông hoa nhỏ được yêu thương suốt đời. Là hoa của bố mẹ, là hoa của thầy cô, như mỗi lần đi học, mưa nắng đều xòe ô. Bao nhiêu bàn trong lớp, bấy nhiêu màu hoa tươi, một bông hoa biết hát, cả vườn hoa biết cười. Đặng Vương Hưng. Các em vừa được lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ Như bông hoa nhỏ. Khi đọc bài thơ này, các em nhớ ngắt hơi cuối mỗi dòng thơ và nghỉ hơi sau dấu chấm các em nhé. Trong bài thơ này có một số từ khó các em dễ đọc sai, đó là những từ cô đã gạch chân. Bây giờ cùng cô luyện đọc những từ này nào. Ở từ đầu tiên, suốt đời, các em cần chú ý âm sơ. Mời các em. Một lần nữa nào. Suốt đời. Từ tiếp theo, điều, các em cần chú ý vần yêu, e u yêu. Điều, cô mời các em. Một lần nữa nào, điều. Từ tiếp theo, các em cần chú ý âm sờ, xòe ô. Cô mời các em đọc lại. Đọc to cùng cô nào, xòe ô. Từ tiếp theo, các em cần chú ý vần yết và vần ắt, biết hát. Mời các em. Một lần nữa nào, biết hát. Tương tự, biết cười, các em cần chú ý vần yết và vần ươi. Cô mời các em đọc to cùng cô nào, biết cười. Các em chú ý trong từ vườn hoa, tiếng vườn có vần ươn, có âm n đứng cuối. Các em chú ý đưa lưỡi chạm lên phía trên của vòng miệng. Vườn hoa. Mời các em. Một lần nữa nào. Vườn hoa. Cô mời các em đọc lại tất cả các từ này. Suốt đời. Điều. Xòe ô. Biết hát. Biết cười. Vườn hoa. Bây giờ, để giúp các em đọc tốt hơn nữa bài thơ này, cô và các em sẽ cùng luyện đọc theo từng khổ thơ. Ở khổ thơ thứ nhất, các em chú ý khi đọc, các em nhớ đọc tên bài thơ. Cô mời các em luyện đọc khổ thơ thứ nhất.
Đọc to cùng cô nào. Như bông hoa nhỏ, không mọc lên từ đất, chẳng rơi xuống từ trời, mà như bông hoa nhỏ, được yêu thương suốt đời. Cô và các em cùng chuyển sang hộ thơ thứ hai. Mời các em luyện đọc hộ thơ thứ hai. Đọc to cùng cô nào. Là hoa của bố mẹ, là hoa của thầy cô, như mỗi lần đi học, mưa nắng đều xòe ô. Cùng chuyển sang hộ thơ thứ ba với cô nhé. Ở hộ thơ thứ ba, khi đọc các em nhớ đọc tên tác giả. Mời các em luyện đọc hộ thơ thứ ba. Đọc to cùng cô nào. Bao nhiêu bàn trong lớp, bấy nhiêu màu hoa tươi, một bông hoa biết hát, cả vườn hoa biết cười. Đặng Vương Hưng. Vậy là cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc theo từng khổ thơ. Bây giờ cô mời các em chỉ tay vào sách và đọc lại cả bài thơ này cùng cô nhé. Như bông hoa nhỏ, không mọc lên từ đất, chẳng rơi xuống từ trời, mà như bông hoa nhỏ, được yêu thương suốt đời. Là hoa của bố mẹ, là hoa của thầy cô, như mỗi lần đi học, mưa nắng đều xòe ô. Bao nhiêu bàn trong lớp, bấy nhiêu màu hoa tươi, một bông hoa biết hát, cả vườn hoa biết cười. Đặng Vương Hưng. Sau khi đọc xong bài thơ này, các em hãy tìm cho cô trong bài thơ tiếng có vần ươn, ương. À, đó chính là tiếng thương. Có vần ươn và tiếng vườn. Có vần ươn. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm ngoài bài những từ ngữ chứa tiếng có vần ươn, ương. Cô có từ mẫu sau, cô mời các em đọc. Vươn lên, sung sướng. Trong từ vươn lên có tiếng vươn, có vần ươn. Từ sung sướng, tiếng sướng có vần ươn. Cô cũng tìm được một số từ có vần ươn như sau. Mời các em đọc cùng cô nào. Vươn lên, mượn, con vườn, con lươn. Đây chính là nặng con vườn, con lươn. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có từ mướn. Lắng nghe xem bạn nhỏ của cô nói câu gì nhé. Câu em cho bạn mượn bút có từ mượn. Tiếp theo cô cũng tìm được một số từ có vần ương như sau. Đọc to cùng cô nào. Vui sướng, bức tường, nướng bánh. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có từ vui sướng. Lắng nghe xem bạn nhỏ cô nói câu gì nhé. Em vui sướng vì được cô giáo khen. À, câu em vui sướng vì được cô giáo khen có từ vui sướng. Bây giờ cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài thơ này nhé. Mời các em đọc và trả lời cho cô câu hỏi số 1. Bông hoa nhỏ trong bài thơ là ai? À, bông hoa nhỏ trong bài thơ là các bạn nhỏ. Các em à, các bạn nhỏ là niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô. Các em hãy tìm trong khổ thơ thứ hai những câu thơ thể hiện những hình ảnh này nào. À, hình ảnh này
Đó chính là câu thơ Là hoa của bố mẹ, là hoa của thầy cô. Các bạn nhỏ cũng giống như các em, chính là những bông hoa biết hát, biết cười, mang lại niềm vui cho mọi người. Đây là một bài thơ rất hay để giúp các em ghi nhớ được các hộ thơ trong bài thơ này. Cô và các em cùng chuyển sang câu hỏi thứ hai. Cô mời các em đọc thâm câu hỏi số 2. Bài thơ này gồm 3 hộ thơ. Các em hãy chọn hộ thơ mình thích để học thuộc. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em học thuộc hộ thơ thứ 2. Cùng đọc lại hộ thơ thứ 2 với cô nào. Là hoa của bố mẹ, là hoa của thầy cô, như mỗi lần đi học, mưa nắng đều xòe ô. Bây giờ cô sẽ che đi 2 từ cuối của mỗi dòng thơ. Cô mời các em đọc lại hộ thơ này nào. Lần này, cô lại tiếp tục che đi một số từ có trong mỗi dòng thơ. Cô mời các em đọc lại nhé. Là hoa của bố mẹ, là hoa của thầy cô, như mỗi lần đi học, mưa nắng đều xòe ô. Bây giờ, cô che tất cả các chữ có trong hộ thơ này. Cô mời các em đọc lại nào. À, nếu bạn nào đã đọc được hộ thơ này thì cô nghĩ các em đã học thuộc rồi đấy. Bây giờ cùng cô đọc lại một lần nữa nhé. Là hoa của bố mẹ, là hoa của thầy cô, như mỗi lần đi học, mưa nắng đều xòe ô. Đây là một bài thơ rất hay, nên về nhà các em hãy luyện đọc nhiều lần và đọc cho người thân mình nghe nhé. Bây giờ cô và các em sẽ cùng thư giãn qua bài hát Hoa của mẹ. À, về qua bài hát vừa rồi, các em có biết vì sao mà mẹ đi chợ hoa mà mẹ lại không mua một bông hoa nào không? À, vì mẹ bảo rằng bạn nhỏ chính là bông hoa của mẹ. Cũng giống như các em chính là bông hoa nhỏ. Là những bông hoa nhỏ thì các em phải làm gì? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua hoạt động tiếp theo, luyện nói sáng tạo. Cô mời các em đọc yêu cầu của hoạt động này. Đọc to cùng cô nào. Hỏi đáp với bạn về một việc tốt em đã làm. Là những bông hoa nhỏ thì các em cần làm những việc tốt. Bây giờ cùng cô quan sát 2 bức tranh sau. Và xem thử các bạn nhỏ trong bức tranh làm những việc tốt gì nhé. À, ở bức tranh thứ nhất, bạn nhỏ đang giúp ông cụ qua đường. Ông cụ vui vẻ, hạnh phúc cảm ơn bạn nhỏ. Ở bức tranh thứ hai, bạn nữ đang giúp bạn nam học bài.
Như vậy, những việc tốt chính là những việc vừa sức, đơn giản mà hàng ngày các em có thể làm được, như phụ giúp cho cha mẹ, ông bà, bạn bè và những người xung quanh em. Hoạt động này yêu cầu các em hỏi đáp với bạn. Hỏi đáp chính là một bạn hỏi, bạn kia trả lời hoặc ngược lại. Khi hỏi đáp thì các em nhớ dùng những từ ngữ xưng hô cho phù hợp như bạn, mình, cậu, tớ. Dùng những cử chỉ, ánh mắt thân thiện. Bây giờ, cô mời các em lắng nghe các bạn nhỏ trường học Quang Trung hỏi đáp về một việc tốt mà mình đã làm nhé. Bạn đã làm những việc tốt gì? Mình quét nhà giúp mẹ, mình còn cho một bao mùi bú. Bạn cảm thấy như thế nào khi làm những việc tốt đó? Mình rất vui và hạnh phúc. Bạn đã làm những việc tốt gì? Mình đã nhặt rau giúp ba, mình còn đỡ một bà bị ngã ở sân trường. Bạn cảm thấy như thế nào khi làm việc tốt đó? Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Các em à, các em phải luôn biết ơn và quý trọng những người đã giúp đỡ mình. Và hãy giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn các em nhé. Có như thế thì các em mới xứng đáng là những bông hoa nhỏ xinh đẹp trong lòng mọi người. Bây giờ cô và các em cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. Đó chính là hoạt động mở rộng. Mời các em đọc yêu cầu của hoạt động mở rộng. À, đây là một bạn nhỏ. Đang mơ về mình là một bông hoa hồng nhỏ. Các em có biết bài hát Em là hoa hồng nhỏ không? Đây là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô mời các em lắng nghe bài hát này nhé. Đây là một bài hát rất hay đúng không nào? Về nhà, các em hãy học bài hát này và hát cho người thân mình nghe nhé. Đây cũng chính là hoạt động cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Như vậy là trong tiết học ngày hôm nay, các em đã được tìm hiểu bài thơ rất hay như bông hoa nhỏ, được luyện nói sáng tạo, hỏi đáp với bạn về một việc tốt em đã làm và được nghe một bài hát rất hay Em là hoa hồng nhỏ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ở nhà, các em hãy luyện đọc bài thơ này nhiều lần và chọn một hộ thơ mà mình thích để học thuộc. Các em hãy hỏi đáp với người thân trong gia đình mình về việc tốt em đã làm nhé. Và đừng quên học bài hát Em là hoa hồng nhỏ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi hát cho người thân trong nhà mình nghe nhé. Việc học đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.